Vâng, có thể nói rằng là khó có thể nói được hết được những cái chật vật của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong sáng ngày hôm nay khi mà bắt đầu một ngày làm việc đầu tuần đầy khó khăn trước tình trạng đường ngập sâu, giao thông thì ùn ứ ở khắp nơi. Trên nhiều tuyến đường của thành phố, hàng loạt xe ô tô chết máy và có cả những chiếc xe tiền tỷ nằm ngổn ngang ở khắp nơi sau trận mưa ngập lịch sử kéo dài từ đêm qua. Đó, thấy chủ xe. Đến sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn mưa nhỏ, nhiều con đường nước không thể thoát sau một trận mưa kéo dài cả ngày lẫn đêm. Tại phường Phan Huy Ích, quận Tân Bình, hàng trăm ô tô xe máy chết đứng giữa biển nước. Con đường này chỉ dài gần 2 km nhưng nước đều đã ngập quá đầu gối. Giao thông qua đây gần như tê liệt khi mà dòng xe tải, xe container, xe bồn, taxi dồn ứ vì chết máy. Xe chết máy nhiều chủ đã khóa cửa bỏ đi, mặc cho xe nằm ngổn ngang giữa đường, nước ngập quá bánh xe, tràn cả vào capo, ướt hết động cơ, nội thất và trong đó có cả những chiếc xe sang như BMW hay Camry. Không liên lạc được với chủ xe, cảnh sát giao thông đã phối hợp với đội cứu hộ cẩu đi, nhưng không phải xe nào cũng được kéo đi dễ dàng. Việc chậm di chuyển này đã khiến cho nhiều tuyến đường ùn ứ. Cảnh sát giao thông đã phải phối hợp cùng người dân điều tiết liên tục để tránh tình trạng kẹt xe. Không chỉ có các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều tuyến đường ở các quận huyện xa như Gò Vấp, Bình Chánh, Tân Phú, xe ô tô chết máy cũng nằm la liệt trên đường. Nhiều nơi nước còn ngập sâu đến cả mét và khiến cho lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi tiếp cận.